Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Kính chào quý vị và các bạn. Thay mặt những người làm chương trình, chúng tôi xin kính chúc quý vị và các bạn dồi dào sức khỏe và tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Ăn một lần nhớ cả đời, thoát khỏi đau nhức xương khớp dễ dàng ai cũng nên biết. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị thân mến, theo thống kê tại Mỹ cho thấy, hơn 1/3 dân số mắc các bệnh về đau nhức xương khớp. Còn tại Việt Nam, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi biết số người mắc đau nhức xương khớp đã lên hơn 6 triệu người và theo dự đoán tỷ lệ này sẽ tăng lên khoảng trên 10 triệu vào những năm tiếp theo. Đau nhức xương khớp đã trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, không chỉ ở người cao tuổi mà còn tấn công cả những người trẻ tuổi. Nhiều người đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng triền miên, nhất là khi trái gió trở trời, khiến người bệnh mất ăn, mất ngủ, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công việc và sinh hoạt thường ngày. Nếu không được chữa trị kịp thời, có thể để lại nhiều biến chứng, nguy hiểm, thậm chí là tê liệt chân tay, tàn phế suốt đời. Đứng trước những vấn đề nhức nhối này, câu hỏi được đặt ra là có cách nào chữa dứt điểm đau nhức xương khớp mà không cần sử dụng thuốc bổ hay vật lý trị liệu tốn kém hay không? Câu trả lời là có. Từ xa xưa, ông cha ta đã truyền tay nhau về một phương pháp thần kỳ giúp người bệnh chế ngự đau nhức xương khớp. Chỉ với những món ăn dân dã từ một loại quả có sẵn trong vườn nhà, đó chính là quả sum. Những bài thuốc từ loại quả rẻ tiền lại đem lại công dụng rất đáng kinh ngạc. Cho dù bạn mới chấm bệnh hay đau nhức lâu năm đến mấy cũng có thể chữa khỏi dứt điểm chỉ trong một thời gian rất ngắn. Kính mời quý vị khán giả cùng theo dõi video ngày hôm nay của Sức Khỏe Tự Nhiên để áp dụng ngay nhé. Các bạn thân mến, bệnh đau khớp là tình trạng rối loạn tại khớp, có hiện tượng viêm dẫn đến tình trạng sụn ở khớp xương bị ăn mòn, thiếu chất nhờn ở các khớp xương, gây ra đau nhức khi cử động hoặc vận động. Bệnh đau nhức có triệu chứng dễ nhận thấy như tại các vùng xương khớp bị đau, sưng tấy, nóng, đỏ, khó cử động. Vào các buổi sáng, thấy khớp bị cứng, có thể kéo dài hàng giờ. Trong lúc vận động có thể nghe các tiếng kêu rắc rắc, lục khục tại các xương khớp. Ngoài ra, một số cơ địa còn có triệu chứng như hiện tượng toàn thân như sốt, mệt mỏi, người xanh xao, gầy sút. Căn bệnh xương khớp gây ảnh hưởng tới cuộc sống và sức khỏe của bạn. Khi có dấu hiệu bệnh, cần thăm khám bác sĩ để có phương pháp điều trị phù hợp nhất. Và để điều trị bệnh đau khớp có khá nhiều cách, nhưng với phương pháp bằng thuốc tây mang đến cho người bệnh nỗi lo lắng về tác dụng phụ của thuốc, nó cũng chưa phải có tác dụng điều trị bệnh một cách triệt để. Vì vậy, những cách điều trị bệnh đau khớp tại nhà được khá nhiều người lựa chọn. Và với quả sum, nó có gì đặc biệt để các bệnh nhân đau khớp lại tìm đến như vậy? Quả sum còn được gọi bởi các tên khác như là vô hoa quả, ánh nhật quả, nải tường quả, thiên sinh tử, phẩm tiền quả, mật quả, vân vân. Theo nghiên cứu, quả sum có chứa các chất glucose, saccharose, guanine acid, azelaic acid, citric acid, malic acid, auxin, các nguyên tố vi lượng như canxi, phốt pho, kali và một số vitamin có ích cho dinh dưỡng cơ thể. Theo đông y cho rằng, quả sum có tính bình, vị ngọt chát, có công hiệu tăng cường tiêu hóa, sạch ruột, tiêu thủng, giải độc, có thể sử dụng chữa nhiều bệnh như viêm đau khớp, viêm ruột, trĩ, đau họng, mụn nhọt, mỡ ngứa, vân vân. Do đó, với những công dụng đó, sum được nhiều người ưa thích và kết hợp với cùng một số thực phẩm khác tạo thành bài thuốc chữa bệnh đau khớp rất đơn giản mà mang lại hiệu quả cao cho người bệnh. Và dưới đây là các cách dùng quả sum chữa viêm khớp cực kỳ hiệu quả mà bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Hãy cùng chúng tôi đi tìm hiểu ngay sau đây. Cách thứ nhất, sum tươi tráng trứng gà. Người bệnh cũng có thể dùng quả sum chữa viêm khớp bằng cách sau đây. Sử dụng 2 đến 3 quả sum tươi, đem rửa sạch và thái vụn. Sau đó, đập 2 đến 3 quả trứng cho vào tô và đánh đều lên. Cuối cùng, trộn 2 nguyên liệu này lại và tráng trứng. Để giảm nhanh triệu chứng sưng tấy và đau nhức do bệnh viêm khớp gây ra, người bệnh nên ăn món ăn này mỗi ngày. Cách thứ hai,
quả sum hầm thịt lợn. Trong vô vàn cách chữa viêm khớp bằng quả sum, nhưng tiêu biểu nhất vẫn là cách dùng quả sum hầm thịt lợn. Người bệnh chỉ cần áp dụng cách này mỗi ngày và chỉ sau 2 tuần, triệu chứng đau khớp và sưng đau ở khớp bị viêm sẽ giảm dần. Nguyên liệu cần có: quả sum 500g, thịt lợn 300g, gia vị, tiêu, hành, muối, đường, bột ngọt, v.v. Cách thực hiện vô cùng đơn giản sau đây. Đầu tiên, người bệnh nên thái thịt lợn thành từng lát mỏng vừa ăn. Sau đó tiến hành tẩm ướp gia vị như muối, tiêu, đường, dầu hào, nước mắm. Nên đảo đều để gia vị thấm đều và ướp trong khoảng 10 phút. Tiếp đến, cắt bỏ phần cuống, bổ quả sum làm hai và ngâm muối khoảng 5 phút để loại bỏ bớt phần nhựa mủ trong sum, giảm vị chát. Bắt chảo lên bếp, chờ chảo nóng và thêm một ít dầu ăn, rồi cho thịt lợn vào đảo đều cho đến khi săn lại. Thêm 1/2 chén nước và đun sôi cho đến khi thịt mềm, thì cho quả sum vào đun thêm 5-7 phút, tắt bếp, nêm nếm gia vị vừa ăn. Để món ăn này làm tăng công dụng giảm đau và hỗ trợ điều trị bệnh viêm khớp, người bệnh nên ăn 3 lần mỗi tuần. Cách thứ 3, nấu canh quả sum. Sum ôm lương, nguyên liệu gồm quả sum, lương, riềng, mẻ, tương, bột nghệ, bột canh, mì chính, rau răm. Lương rửa sạch, rạch xương, lấy ruột và thái khúc khoảng 3cm. Ướp với riềng, mẻ, tương, bột nghệ, mì chính, rau răm thái nhỏ. Vài lát thịt ba chỉ thái sợi, đợi 15 phút là được. Quả sum phải là sum bánh tẻ, đập dập nhưng không để vỡ, nhằm làm cho gia vị ngấm vào trong. Xếp vào nồi đất để ôm, cứ lần lượt một lần sum, một lần lương. Đổ xăm xắp nước rồi nổi lửa. Đun vừa sôi gần cạn thì dùng vải dày quấn quanh nồi, ủ tầm 2 giờ là chín. Cách thứ 4, sum hầm chân giò. Nguyên liệu: món giò heo 1-2 cái, mỗi cái tầm 200g, khoảng trên dưới 10 quả sum. Cách làm móng giò heo hầm sum như sau. Sum bạn bỏ cuống và rửa thật sạch, sau đó mỗi quả bổ làm đôi. Đối với chân giò heo, bạn làm tương tự như các món ở trên. Rửa sạch, chặt khúc vừa ăn, bỏ vào trong nồi và ninh kỹ. Nhớ vớt bọt khi sôi, sau đó cho gia vị vừa đủ. Chế nước thêm nếu bị cạn hoặc thấy cần. Cuối cùng, bỏ quả sum tiếp tục hầm cho đến khi sum chín mềm. Ngoài những món ăn nêu trên, bệnh nhân có thể dùng quả sum chữa viêm khớp bằng cách thái quả sum thành từng miếng nhỏ, giã nát và đắp lên vùng khớp bị viêm. Hoặc cũng có thể ăn sống 1-2 chùm sum nhỏ mỗi ngày, hay nấu 30g-60g quả sum với nước và uống. Bên cạnh tác dụng có lợi đối với xương khớp và sức khỏe, quả sum cũng gây ra không ít tác hại. Vì vậy, khi sử dụng quả sum chữa viêm khớp, bệnh nhân nên sử dụng đúng cách và đúng liều lượng, tuyệt đối không dùng quá liều, tránh gây những tác hại sau đây. Thứ nhất, ảnh hưởng đến thận và túi mật. Ăn quá nhiều sum trong khoảng thời gian dài có thể gây tác động xấu đến thận và túi mật. Hàm lượng oxalate có trong quả sum có thể tích tụ và khiến bệnh tình trở nên tồi tệ hơn. Do đó, bệnh nhân mắc bệnh thận hoặc các vấn đề sức khỏe liên quan đến thận hay túi mật không nên dùng quả sum chữa viêm khớp. Thứ hai, gây tụt huyết áp. Các thành phần dưỡng chất có trong quả sum có tác dụng làm giảm lượng đường trong máu, rất tốt đối với bệnh nhân bị tiểu đường. Tuy nhiên, đối với trường hợp bệnh có lượng đường huyết thấp, việc sử dụng quá nhiều quả sum sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, gây tụt đường huyết, nghiêm trọng hơn có thể đe dọa đến tính mạng. Thứ ba, gây xuất huyết. Quả sum có tính nóng, có thể gây xuất huyết âm đạo, trực tràng, võng mạc, v.v. nếu sử dụng vượt liều lượng cho phép. Vì vậy, người bệnh khi sử dụng sum điều trị viêm khớp cần chú ý, nhất là những bệnh nhân mắc bệnh viêm loét hoặc xuất huyết dạ dày. Thứ tư, gây thiếu máu. Một số trường hợp xuất huyết nặng do sử dụng quả sum có thể gây thiếu máu. Ngoài ra, trong quá trình điều trị viêm khớp bằng quả sum, nếu cơ thể xuất hiện phản ứng bất thường, bệnh nhân nên ngưng sử dụng và tìm đến sự chăm sóc từ y tế. Đồng thời nên có chế độ ăn uống và tập luyện phù hợp để bệnh chuyển biến tốt hơn. Tốt nhất, không nên thực hiện các hoạt động thể chất, đối kháng hoặc mang vác vật nặng để tránh gây tổn thương đến các xương khớp. Các bạn thân mến, theo một cuộc khảo sát cho thấy,
có khoảng 70% người bị bệnh xương khớp phải đối diện với các cơn đau nhức vai gáy, cột sống lưng, đờ cứng chân tay mỗi khi thời tiết trở lạnh. Nếu bạn đang loay hoay tìm kiếm các giải pháp làm giảm đau nhức xương khớp trong mùa đông lạnh giá này, thì hãy áp dụng ngay những bài thuốc từ chính những nguyên liệu quen thuộc có sẵn trong vườn nhà dưới đây, giúp đánh bại đau nhức xương khớp cực kỳ vượt trội mà không cần uống bất kỳ viên thuốc tây nào. Hãy cùng Sức Khỏe Tự Nhiên đi tìm hiểu trong phần tiếp theo của video để áp dụng ngay nhé. Bài thuốc thứ nhất, chữa đau nhức xương khớp bằng lá lốt. Lá lốt được trồng quanh năm ở nhiều nơi. Các bộ phận của lá lốt đều được dùng như hoa, lá, thân và rễ. Lá lốt có vị cay, nồng, tính ấm, quy kinh tỳ, vị, gan, mật. Có chứa các dược tính kháng khuẩn cao. Lá lốt có nhiều công dụng đối với sức khỏe của con người. Đặc biệt, trong lá lốt có các thành phần dược tính giúp chữa đau nhức xương khớp rất hiệu quả và lành tính. Có nhiều cách sử dụng như làm nước ép, phối hợp cùng với các thảo dược khác. Chườm hay chỉ đơn giản là nấu cùng với các món ăn bổ dưỡng hàng ngày. Và sau đây sẽ là cách chữa đau nhức xương khớp bằng lá lốt sẽ được thực hiện như sau. Nguyên liệu: 15g lá lốt phơi khô, khoảng 20-30g lá lốt tươi, 2 chén nước. Cách làm: lá lốt tươi đem về rửa sạch, sau đó phơi khô trong bóng râm. Nấu lá lốt với 2 chén nước, sắc còn 1/2 chén trong khoảng 30 phút. Uống thuốc sau bữa ăn tối, nên dùng liên tục trong vòng 10 ngày để cho kết quả tốt nhất. Bài thuốc thứ hai, chữa đau nhức xương khớp bằng gừng. Theo y học cổ truyền, gừng có vị cay, tính ấm, tác dụng giảm đau, kháng viêm, kích thích lưu thông máu. Theo nghiên cứu của y học hiện đại cũng phát hiện thấy, trong gừng có chứa các hoạt chất có tác dụng như một vị thuốc giảm đau tự nhiên, giúp giảm các cơn đau thấp khớp, viêm khớp, đau cơ và đau đầu. Cách làm rượu gừng trị bệnh thấp khớp đơn giản sau đây, hãy cùng tham khảo và bắt tay vào áp dụng, bởi chắc chắn hiệu quả mang lại sẽ khiến bạn hài lòng. Chuẩn bị bao gồm gừng tươi, rượu trắng và bình thủy tinh. Cách làm như sau. Gừng rửa thật sạch, bởi vì ta sẽ sử dụng cả phần vỏ gừng bên ngoài mà không cạo đi. Bạn lấy dao đạp dập củ gừng, hạt thái thành từng lá, cho gừng vào bình thủy tinh sạch, rồi đổ rượu trắng loại ngon vào bình, sao cho ngập mặt gừng. Để ngâm như vậy trong khoảng 1 tháng là có thể sử dụng. Tuy nhiên, rượu gừng ngâm càng lâu thì sẽ càng tốt. Mỗi ngày là một ly nhỏ rượu gừng trong bữa ăn, kiên trì sử dụng, những cơn đau do bệnh thấp khớp gây ra sẽ thuyên giảm một cách đáng kể. Không chỉ vậy, nó còn giúp thúc đẩy quá trình lưu thông máu, giúp bạn khỏe mạnh, da dẻ hồng hào và trẻ khỏe hơn. Ngoài cách trên, bạn có thể làm theo cách sau. Gừng cũng rửa sạch, cạo lấy phần vỏ, sau đó đem vỏ phơi khô hoặc sấy khô. Mỗi ngày, bạn cho chút vỏ gừng vào cốc rượu trắng, ngâm khoảng 30 phút, sau đó uống cả bã và nước. Uống mỗi ngày một ly nhỏ và kiên trì hàng ngày. Bài thuốc thứ ba, chữa đau nhức xương khớp bằng ngải cứu. Ngải cứu hay còn gọi là ngải diệp là vị thuốc quý trong đông y. Thảo dược này có vị cay đắng, tính ấm, mùi thơm đặc trưng, tác dụng tán hàn thấp, làm ấm kinh, lý khí huyết và cầm máu. Với công năng đa dụng, ngải cứu thường được sử dụng để trị đau bụng do lạnh, chảy máu cam, động thai, kinh nguyệt không đều và các bệnh đau nhức xương khớp do nhiễm phong, hàn. Đặc biệt, bài thuốc chườm đắp từ ngải cứu và muối biển có thể giảm đau nhức xương khớp do nhiều nguyên nhân khác nhau như thoái hóa khớp, thoái hóa cột sống, loãng xương, xương khớp suy yếu do ảnh hưởng của tuổi tác hay thời tiết thay đổi. Bài thuốc này có tác dụng làm ấm kinh, đuổi hàn thấp, tăng lưu thông khí huyết và cải thiện chức năng vận động của ổ khớp. Để tăng hiệu quả giảm đau, nhân dân thường phối hợp ngải cứu cùng với muối biển. Muối không đơn thuần là một loại gia vị mà còn có nhiều công dụng đối với sức khỏe. Theo y học cổ truyền, muối có vị mặn, tính hàn không độc, tác dụng giải độc, lương huyết và dẫn thuốc vào kinh lạc. Kết hợp muối biển với ngải cứu giúp tinh chất từ dược liệu đi sâu vào kinh lạc, đuổi hàn thấp và cải thiện cơn đau rõ rệt. Hướng dẫn thực hiện như sau. Chuẩn bị một bó ngải cứu tươi và 2 nắm muối biển. Rửa sạch ngải cứu để ráo nước và cho vào chảo xào nóng cùng với muối biển. Sau đó dùng túi vải bọc ngải cứu và muối, chườm đắp lên vùng khớp và lưng bị đau nhức.
nên bọc thêm khăn dày để tránh bị bỏng rát. Chườm cho đến khi thuốc hết nóng là được, có thể sao lại và chườm thêm từ 2 đến 3 lần nếu đau nhiều. Lưu ý rằng không áp dụng bài thuốc chườm đắp từ ngải cứu và muối biển nếu đau nhức xương khớp xảy ra do viêm nhiễm hoặc vùng khớp tổn thương bị sưng đỏ và nóng rát. Thực hiện chườm nóng trong trường hợp này có thể làm nghiêm trọng hiện tượng xương viêm và khiến cơn đau trở nên nặng nề hơn. Bài thuốc thứ tư, chữa đau nhức xương khớp bằng nghệ. Cách sử dụng tinh bột nghệ chữa viêm khớp là một trong những biện pháp hỗ trợ điều trị được đông y và y học hiện đại đánh giá cao. Biện pháp này không chỉ giúp giảm đau xương tại vị trí viêm mà còn giúp ngăn ngừa bệnh tiến triển theo chiều hướng xấu đi. Chính vì vậy, người bệnh có thể tham khảo và áp dụng ngay các cách dùng tinh bột nghệ chữa viêm khớp bằng việc kết hợp với những nguyên liệu quen thuộc sau đây. Cách thực hiện như sau. Lấy 5 muỗng tinh bột nghệ và 5 muỗng bột ớt khô, cho vào chiếc đĩa lớn, sau đó cho thêm vào 2 chén dầu dừa và 25g sả khô. Tiếp theo, trộn đều tất cả nguyên liệu nêu trên, rồi bỏ vào lò vi sóng ở nhiệt độ từ 150 độ C trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 tiếng. Tiếp đó, cho hỗn hợp vào tấm vải lọc đã được giặt sạch và vắt lấy dung dịch thuốc. Cuối cùng, cho vào lọ thủy tinh và bảo quản ở nơi khô thoáng để dùng dần. Cách sử dụng như sau. Người bệnh sử dụng dung dịch thuốc này bôi lên vùng khớp bị đau nhức và tiến hành xoa bóp massage nhẹ nhàng từ 10 đến 15 phút. Dịch chiết từ các vị thuốc tự nhiên sẽ thấm sâu vào bên trong, giúp làm giảm đau, giảm sưng và hỗ trợ điều trị bệnh. Tuy nhiên, để cách dùng tinh bột nghệ chữa viêm khớp này mang lại kết quả điều trị cao, bệnh nhân cần thực hiện thường xuyên 2 đến 3 lần mỗi tuần. Quý vị thân mến, có thể thấy hiện nay, các bài thuốc từ nguyên liệu thiên nhiên chữa đau nhức xương khớp được rất nhiều người ưa chuộng bởi sự an toàn, tiết kiệm và hiệu quả đem lại thì trên cả mong đợi. Vì vậy, sau khi xem xong video ngày hôm nay, quý vị hãy thử áp dụng những cách trên và cho chúng tôi phản hồi bằng cách bình luận bên dưới video quý vị nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của Sức Khỏe Tự Nhiên. Quý vị và các bạn cũng đừng quên nhấn vào nút đăng ký để ủng hộ kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nhất và hay nhất của Sức Khỏe Tự Nhiên. Cuối cùng, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.